George Bissell, cha đẻ của ngành công nghiệp dầu mỏ Hoa Kỳ. Ngày nay, ngành công nghiệp dầu mỏ đã trở thành xương sống của thế giới và một trong những người đầu tiên khởi xướng cho cuộc cách mạng trong ngành dầu mỏ chính là George Bissell. Ông đã từng bước biến việc khai thác dầu thủ công thành một ngành công nghiệp với phương pháp khoan dầu quy mô lớn. Chính vì thế, George Bissell còn được mệnh danh là cha đẻ của ngành công nghiệp dầu mỏ Hoa Kỳ. Tự lập từ tuổi 12. George Bissell sinh ngày 8 tháng 11 năm 1821 tại thành phố Hanover, tiểu bang New Hampshire, phía đông bắc của Hoa Kỳ. Cha ông là người buôn bán lông thú, còn mẹ ông làm nội trợ. Tuy vậy, tuổi thơ của Bissell không hề trọn vẹn khi người cha không may qua đời năm ông vừa tròn 12 tuổi. Chính vì vậy, George Bissell phải sống với người mẹ tảo tần. Ông phải làm nhiều công việc khác nhau để phụ giúp mẹ mình, từ giặt quần áo, rửa bát thuê, tới việc thức khuya dậy sớm đi quét đường. Nhưng cũng nhờ vậy mà sau này, George Bissell đã có điều kiện học hết trung học, để rồi quyết tâm vào học tại trường cao đẳng Dartmouth. Thời sinh viên, Bissell rất ham học hỏi, bởi vì theo ông, chỉ có con đường học tập mới có thể thay đổi được tương lai. Trong thời gian rảnh rỗi, ông học thêm luật và tự học nhiều ngôn ngữ. Thành quả là George Bissell đã lấy được bằng luật sư và thành thạo tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha và cả tiếng Bồ Đào Nha. Ngoài ra, ông còn có thể đọc viết bằng tiếng Do Thái cổ, tiếng Phạn, tiếng Hy Lạp cổ và hiện đại, tiếng Latin và cả tiếng Đức. Sau khi tốt nghiệp cao đẳng vào năm 1845, George Bissell xin làm giảng viên tiếng Latin và Hy Lạp tại Dartmouth. Hai năm sau, ông mạnh dạn chuyển nhà tới Washington để theo đuổi đam mê làm nhà báo. Tuy vậy, sự nghiệp báo chí không đạt được nhiều thành tựu, nên ông đành phải chuyển tới định cư ở New Orleans để làm hiệu trưởng của một trường trung học, đồng thời làm giám thị của các trường công lập tại đây. Đến năm 1853, George Bissell một lần nữa đổi nghề bằng cách chuyển đến New York để làm luật sư. Tại đây, ông đảm nhận và giải quyết những thương vụ kiện tụng liên quan đến các vụ làm ăn buôn bán. Chính vì vậy, ngoài việc nắm rõ luật kinh doanh, thì ông còn rất hiểu về cách vận hành của một ngành kinh tế. Để rồi ông đã đem lòng yêu thích và đam mê kinh doanh từ lúc nào không hay. Ý tưởng lớn từ những cuộc gặp gỡ tình cờ. Sau nhiều năm bôn ba trong nhiều ngành nghề, thì sức khỏe của George Bissell đã có phần yếu hơn trước. Thế nên, ông đã quyết định trở lại Washington sinh sống. Trên đường trở về, khi đi qua Pennsylvania, nơi về sau được mệnh danh là vùng đất dầu, George Bissell đã thấy cảnh người dân khai thác dầu thô bằng cách rất thô sơ, đó là dùng vợt hớt và sau đó lấy dẻ để thấm lấy dầu. Khi về thăm mẹ ở Hanover, bang New Hampshire, thì George Bissell đã tới trường cũ của mình là trường trung học Dartmouth. Tại đây, ông cũng tình cờ thấy một chai chứa mẫu dầu mỏ giống như ở Pennsylvania do một học sinh cũ của trường mang tới. George Bissell biết rằng loại dầu này đang được sử dụng như những loại thuốc dân gian và biệt dược để chữa nhiều loại bệnh từ đau đầu, đau răng, điếc tới rối loạn tiêu hóa, nhiễm dung sáng, thấp khớp và phù, cũng như làm liền các vết thương trên lưng ngựa và la. Hơn hết, ông cũng biết rằng thứ dầu đó còn có thể thắp sáng. Thế là nhìn chai dầu trước mặt, George Bissell lóe lên một ý tưởng táo bạo rằng dầu không chỉ có thể dùng làm thuốc chữa bệnh mà nó còn có thể làm nhiên liệu để thắp sáng trên quy mô lớn. Nếu có thể khai thác nhiều dầu để phục vụ mục đích thắp sáng, thì ông có thể thoát khỏi nỗi lo lắng về tiền bạc, nhanh chóng trở nên giàu có. Trực giác đó đã trở thành kim chỉ nam đưa George Bissell tiến nhanh tới những hành động thiết thực sau này. Bạn đang xem video tại kênh Người Thành Công. Nếu là một người mê đọc sách nhưng bận rộn, bạn có thể tải ứng dụng Sách Tinh Gọn do NNT Studio sản xuất. Ứng dụng cung cấp phiên bản tinh gọn của hàng nghìn quyển sách. Với mỗi quyển sách, chúng tôi đã chắt lọc những ý tinh túy nhất giúp bạn tiết kiệm thời gian mà vẫn nắm bắt trọn vẹn nội dung của quyển sách. Bạn có thể tải ứng dụng tại website sachtinhgon.com. Bắt tay hành động. Nhận thấy được tiềm năng mạnh mẽ của dầu, George Bissell đã mang nhiệt huyết của mình đi thuyết phục các nhà tài phiệt giàu có xuống tiền đầu tư. Tuy vậy, ban đầu, ông đã không nhận được sự quan tâm bởi các nhà đầu tư cho rằng trong khi dầu còn phải dùng dẻ rách để vớt từng giọt làm thuốc,
thì dùng dầu làm nhiên liệu thắp sáng quy mô lớn, quả là điều điên rồ, chưa ai làm được. Tuy nhiên, George Bezos đã rất may mắn khi có một nhà đầu tư tỏ ra rất quan tâm với ý tưởng của ông, đó là Jonathan Aveles, một doanh nhân giàu có ưa đầu tư mạo hiểm. Và thế là vào tháng 12 năm 1854, George Bezos cùng với Jonathan Aveles bắt tay nhau thành lập công ty dầu mỏ Pennsylvania, đồng thời mua lại trang trại Hibbert rộng 105 mẫu để xây dựng trụ sở công ty và làm nhà xưởng. Tiếp đến, George Bezos và cộng sự đã mời một giáo sư danh tiếng là Benjamin Silliman của Đại học Yale về để phân tích và đánh giá khả năng đốt cháy và bôi trơn của các mẫu dầu. Bản báo cáo đề ngày 14 tháng 4 năm 1855 của giáo sư Benjamin Silliman đã chỉ ra rằng chúng ta có thể đun sôi dầu mỏ ở các nhiệt độ khác nhau. Nhờ vậy, có thể chưng cất dầu thành nhiều sản phẩm, có thành phần chính là carbon và hydro. Đặc biệt, có một sản phẩm cực kỳ quan trọng trong số đó là loại dầu thắp sáng chất lượng rất cao. Nhờ báo cáo này mà hành trình gọi vốn của George Bezos cho công ty dầu mỏ Pennsylvania cực kỳ thuận lợi. Ngoài những nhà đầu tư giàu có trong vùng, thì chính giáo sư Silliman cũng mua 200 cổ phiếu của công ty. Tuy nhiên, thời điểm này, dầu lửa đã bắt đầu được nhiều gia đình giàu có sử dụng để thắp sáng. Ngoài ra, những kỹ thuật cần thiết để lọc dầu thô thành dầu lửa cũng đã được thương mại hóa và một loại đèn cũng đã được phát triển để đốt dầu. Như vậy, George Bezos và các cộng sự buộc phải chuyển hướng khi không thể kinh doanh bằng việc chưng cất dầu mỏ thành dầu lửa được nữa. Lúc này, điều họ nhắm tới là làm sao để khám phá ra nguồn nhiên liệu dầu thô dồi dào hơn, khai thác dễ dàng hơn, từ đó làm giảm giá thành của dầu lửa. Để làm được như vậy, thì nhóm của George Bezos phải có cách nào đó thăm dò và khai thác dầu theo kiểu công nghiệp, chứ không phải bằng cách thủ công như vớt váng dầu trên mặt sông hoặc vắt dầu từ những mảnh giải rách thấm nước chứa dầu như trước nữa. Đi tiên phong trong việc tìm dầu. Khi đang trăn trở về dự án kinh doanh của mình, thì một sự tình cờ nữa lại ập đến với George Bezos. Theo đó, vào một ngày nóng bức năm 1856, khi đang tránh nắng dưới mái hiên của một tiệm thuốc trên đại lộ Broadway ở New York, thì ông bất chợt nhìn thấy hình ảnh các giàn khoan mỏ muối trên một tờ quảng cáo. Và thế là, ý tưởng áp dụng công nghệ khoan khai thác muối để khoan dầu đã nảy sinh trong đầu George Bezos. Sau khoảng thời gian thuyết phục thì George Bezos và các nhà đầu tư quyết định sẽ khoan thay vì đào để lấy dầu. Mặc cho ý tưởng này bị người khác coi là điên rồ, nhưng George Bezos và cộng sự vẫn quyết tâm tiến hành. Tuy vậy, hành trình này vô cùng gian nan bởi cả hệ thống giàn khoan dầu có công suất chưa mạnh nên việc khoan rất lâu. Hơn nữa, họ khoan nhiều tháng cũng chẳng thấy một giọt dầu nào. Mãi cho đến ngày 27 tháng 8 năm 1859, ngay khi công việc khoan tìm dầu tại một trang trại ở Titusville, Pennsylvania tưởng chừng phải dừng lại trong vô vọng, thì một lớp chất lỏng tối màu đã nổi lên trên mặt nước trong đường ống khoan. Và thế là sau bao nhiêu ngày nằm gai nếm mật, thì lòng kiên trì của những kẻ điên rồ như George Bezos đã được đền đáp, giúp họ thu hoạch được những giọt dầu quý báu đầu tiên từ lòng đất. Sau thành công đó, George Bezos trở thành người đi tiên phong trong hoạt động tìm kiếm dầu mỏ. Và với sự nhạy bén của mình, ông đã bỏ ra hàng trăm ngàn đô la để thuê và mua lại những trang trại xung quanh vùng sông dầu thuộc phía tây bắc Pennsylvania để khoan và khai thác dầu mỏ. Trong một lá thư gửi vợ, ông đã nói rằng: "Anh khá ổn nhưng rất mệt. Bọn anh đã trải qua một thời kỳ khó khăn. Triển vọng của bọn anh chắc chắn sẽ rất sáng sủa. Bọn anh có thể sẽ trở nên vô cùng giàu có khi khai thác được rất nhiều dầu." Cha đẻ của ngành công nghiệp dầu mỏ Hoa Kỳ. Quả thực, George Bezos đã trở thành một người cực kỳ giàu có, với khối tài sản ước tính lên tới hàng tỷ đô la, một con số cực kỳ lớn vào thế kỷ 19. Tuy vậy, sau những biến động trong hợp tác kinh doanh như các đối tác đến từ New Haven rời bỏ vùng đất dầu, và nhất là khi cộng sự Aveles qua đời vào năm 1862, thì Bezos đã phải tự mình tiếp tục gánh vác sự nghiệp phát triển và khai thác dầu mỏ. Đến năm 1864, George Bezos đã kiểm soát được phần lớn các mỏ dầu ở Pennsylvania và các vùng đất lân cận. Tuy nhiên, với ông, để phát triển ngành dầu mỏ hơn nữa thì phải đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng. Và thế là ngoài việc khoan dầu, ông còn xây dựng thêm nhiều các tuyến đường bộ và một tuyến đường sắt dài để dễ dàng vận chuyển dầu mỏ đến khắp các thị trường trong nước. Ngoài ra, trong cuộc suy thoái kinh tế diễn ra vào năm 1866, George Bezos đã mở một ngân hàng trong khu vực để đảm bảo sự ổn định kinh tế,
qua đó tiếp tục phát triển việc sản xuất dầu. Nhờ vậy mà thời gian sau, quy mô các giếng dầu của ông đã không ngừng được mở rộng và phát triển trên khắp Hoa Kỳ. Khi đã trở nên cực kỳ giàu có, George Bissell bắt đầu hành trình từ thiện của mình trên khắp đất nước. Ông đã chi hàng chục triệu đô la để xây dựng trường học, bệnh viện và các con đường giúp cho người dân có cuộc sống dễ dàng hơn. Đặc biệt, ông đã cho xây dựng lại ngôi trường cũ Dartmouth, nơi đã cho ông kiến thức cũng như ý tưởng về một ngành kinh doanh mới, đó là dầu mỏ. George Bissell qua đời vào ngày 19 tháng 11 năm 1884 trong vòng tay của gia đình ở tuổi 63. Tuy cuộc đời không dài, nhưng ông đã trở thành người đặt nền móng cho một kỷ nguyên hoàn toàn mới. Đó là kỷ nguyên dầu lửa Hoa Kỳ, góp phần giúp cho nước này trở thành đế quốc cường thịnh nhất thế giới nhiều năm sau. Chính vì vậy, nhiều người đã công nhận George Bissell là cha đẻ của ngành công nghiệp dầu mỏ Hoa Kỳ. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Người Thành Công. Đừng quên nhấn nút đăng ký và xem thêm những video mới để ủng hộ nhóm nhé!